Năm 2023 đã trôi qua, chúng ta đã được người thầy vĩ đại chúng ta chia sẻ về 4 cấp độ. Cấp độ đầu tiên đó là Discovery cấp độ 5, đó là mối quan hệ hoàn hảo cho cuộc sống và kinh doanh. Discovery cấp độ 7, đó là chạm vào thế giới kim cương, cái nguồn gốc của mọi thành công. Discovery cấp độ 9, đó là những nhà sáng tạo thực thụ, nguyên nhân sâu xa của sự sáng tạo. Và đặc biệt là một Discovery cấp độ 3 nâng cao hoàn toàn mới, đó là danh sách kiểm tra hệ thống cuộc sống cho thành công, đã đến lúc chúng ta nâng cấp. Vậy thì chúng ta hãy nỗ lực thực hành nó, đừng quá có bằng rộng mà quên đi chính câu hỏi để kiểm tra hệ thống cuộc sống của mình. Và đặc biệt hãy thực hành 4+2 mỗi ngày để chúng ta nhanh chóng chạm vào thế giới kim cương. Và năm 2024 đang đến, chúng ta sẽ tiếp tục hành trang cho việc nâng cấp bản thân mình. Chúng ta hãy đến với nhà lãnh đạo tự động, khóa hủy sự nóng giận cũng như là nghệ thuật của lòng biết ơn, đặc biệt là làm sao để chúng ta loại bỏ được sự khổ đau của mình trong đi xe cấp độ 4 nâng cao. Nhân dịp năm mới, thay mặt cho công ty DMI, chúc tất cả anh chị dồi dào sức khỏe, nỗ lực thực hành tinh tấn mỗi ngày để chúng ta nhanh chóng chạm vào thế giới kim cương vì lợi ích của tất cả mọi người. Xin chào tất cả các bạn, năm qua của bạn như thế nào? Dù như thế nào đi chăng nữa thì đây là những cái thời khắc chúng ta có thể chính thức khép lại năm cũ. Hãy cùng nhìn lại cái hành trình đã qua của mình, biết ơn tất cả những điều đã đến để cho mình nhìn ra những cái hạt giống mình đã gieo trồng trong quá khứ. Và ngày hôm nay chúng ta hoàn toàn có thể tin một tiềm năng của một năm mới 2024, năm Giáp Thìn, với những điều tuyệt vời đang chờ chúng ta. Và xin thay mặt toàn bộ nhân sự của DMI Sứ mệnh Kim Cương, Phước xin gửi đến tất cả các anh chị một lời chúc sức khỏe, lời chúc thịnh vượng và đặc biệt chúc cho năm 2024 tất cả các anh chị sẽ có những mối quan hệ thật sự chất lượng, thật sự hòa hợp. Vì sao lại là những mối quan hệ chất lượng? Chắc hẳn rằng trong tất cả chúng ta, trong cuộc sống của mình, mối quan hệ là một phần cực kỳ quan trọng để giúp cho các anh chị có một hạnh phúc trọn vẹn, đúng không ạ? Và chỉ có duy nhất một con đường mà có thể kiến tạo cho mình những mối quan hệ tuyệt vời chính là con đường hạt giống. Để dùng hạt giống, hãy làm 4 bước để kiến tạo, để gìn giữ, để có những cái mối quan hệ vững bền và lâu dài. Chuyện gì sẽ xảy ra với tất cả chúng ta nếu xung quanh chúng ta là những mối quan hệ hòa hợp, từ gia đình cho đến môi trường công việc? Chắc chắn những mục tiêu tiếp theo của các anh chị sẽ được hoàn thành trong năm 2024. Xin chào và xin hẹn gặp lại. Happy New Year! Xin chào những học viên yêu quý của Sứ mệnh Kim Cương. Năm hết Tết đến rồi, vậy chúng ta có thể làm gì trong năm mới để nhanh chóng chạm đến thế giới Kim Cương, mở ra mọi thành công trong cuộc đời của mình? Có 6 điều Hùng khuyên chúng ta nên làm trong khoảnh khắc chuyển giao này để chúng ta có thể nhanh chóng nhất chạm đến thế giới kim cương của mình. Điều đầu tiên, chúng ta cùng nhìn nhận lại xem trong năm vừa qua chúng ta đã phụng sự những người thầy của mình thế nào. Chúng ta có phụng sự những người thầy của mình tốt không? Nếu chúng ta làm tốt thì trong năm tới chúng ta sẽ làm gì tốt hơn? Và nếu chúng ta làm chưa tốt, vậy thì kế đến trong năm tới chúng ta sẽ làm gì? Điều thứ hai đó là chúng ta cùng quan sát lại xem rằng trong năm vừa qua chúng ta có thực hành quan sát những hạt giống ta gieo, những hạt giống tốt, những hạt giống chưa tốt thông qua việc chúng ta thực hành sổ 6 thời có tốt không? Nếu chúng ta làm tốt thì chúng ta sẽ làm gì tiếp? Nếu chúng ta làm chưa tốt, chúng ta sẽ thực hành số 6 thời này như thế nào? Điều thứ ba chúng ta có thể làm để chúng ta cùng nhìn nhận lại, đó là chúng ta đã thực hành được thiền định như thế nào? Chúng ta thiền định có tốt không? Hôm qua năm vừa rồi chúng ta có thực hành thiền định đều không? Và mỗi ngày chúng ta đã thực hành thiền định hay chưa? Và từ đó chúng ta sẽ lập kế hoạch cho năm mới chúng ta thực hành thiền định cách sâu sắc hơn như thế nào để chúng ta nhanh chóng chạm đến thế giới kim cương. Điều thứ tư chúng ta cùng nhìn nhận lại xem trong năm vừa qua chúng ta đã phụng sự những người cần như thế nào, những người họ gặp khó khăn, những người họ cần sự giúp đỡ chúng ta. Chúng ta đã giúp đỡ họ hay chưa và chúng ta giúp đỡ họ với trái tim như thế nào. Và từ đó chúng ta cùng lập kế hoạch trong năm 2024, chúng ta cùng làm những điều gì tốt đẹp hơn để giúp đỡ những người họ đang cần đến chúng ta. Điều thứ năm, chúng ta có thể làm gì với cái việc chúng ta thực hành yoga. Yoga năm ngoái chúng ta thực hành có tốt chưa? Và năm tới chúng ta thực hành như thế nào? Và yoga đã giúp tâm trí chúng ta, sức khỏe chúng ta, tinh thần chúng ta và thể chất của chúng ta như thế nào? Từ đó chúng ta lập kế hoạch cho năm mới, trong năm 2024. Và điều cuối cùng, điều thứ 6, đó là chúng ta đã thực hành việc học tập và mở rộng trí tuệ của chúng ta trong năm vừa qua như thế nào? Và năm tới chúng ta có tiếp tục mở rộng trí tuệ của mình không? Đi sâu hơn trí tuệ không? Và từ đó giúp chúng ta chạm đến thế giới kim cương một cách nhanh chóng. Và cuối cùng, năm mới đến rồi. Chúc cho tất cả chúng ta có một năm mới thật bình an, thật hạnh phúc và nhanh chóng từng bước chạm đến thế giới kim cương và từ đó mở ra mọi thành công trong cuộc đời của chúng ta. Chào những người thợ làm vườn chăm chỉ, Phương Anh biết rằng trong một năm qua thì bạn đã rất vất vả
để gieo trồng những hạt giống của sự tử tế. Chính vì vậy, Phương Anh sẽ gửi tặng cho bạn một món quà để giúp cho bạn có thể có một năm mới tuyệt vời hơn. Bạn có quan sát rằng trong cuộc sống của chúng ta thì dường như rằng có những người họ có khả năng dự cảm về tương lai, họ có thể biết được những khoản đầu tư nào sẽ là những khoản đầu tư tuyệt vời. Họ cũng biết được rằng xu hướng của thế giới về sản phẩm và dịch vụ trong những năm tới là gì. Và chính vì vậy họ có sự thành công trong cuộc sống. Nhưng đa phần những người khác thì lại không. Điều gì đang xảy ra ở đây? Đó được gọi là tính không của bản năng. Như vậy, những bản năng dự cảm được tương lai này không có sẵn ngay từ khi chúng ta mới sinh ra. Từ đó chúng ta có thể thấy được rằng những bản năng này không có sẵn ngay từ khi chúng ta được sinh ra, mà nó có tính không, nó trống rỗng và nó đến từ những hạt giống trong tâm trí của chúng ta. Có phải bạn cảm thấy là mình đã trải qua một năm hoặc là nhiều năm rất là khó khăn, những nỗ lực của mình ở trong công việc thì không thuận lợi và bạn không biết chắc được là liệu rằng mình có một tương lai nào đó tốt đẹp hay không? Chúng ta hãy cùng xem lại câu chuyện của Steve Jobs. Steve Jobs được biết đến là một trong những nhà sáng tạo nhất ở trong hiện tại, với nào là iPhone, Mac, iTunes, iPad và rất nhiều những ai nhỏ nhỏ như thế. Nhưng ít ai chú ý rằng ông ấy đã có một khoảng thời gian rất khó khăn trước đó. Chẳng hạn như là chiếc máy tính Apple Lisa của Steve Jobs ra đời trước Mac được cho là một thất bại hoàn toàn. Và sau 10 năm ông cố gắng nỗ lực để xây dựng tập đoàn Apple thì ông bị hội đồng quản trị đuổi ra khỏi công ty. Và sau đó thì tập đoàn này làm ăn rất là yếu kém cho đến năm 1997, hầu như là phá sản thì ông được yêu cầu quay trở lại. Và trong những năm ông quay trở lại thì ông mắc một căn bệnh ung thư rất nghiêm trọng. Và cũng trong những năm đó thì ông đã có những phát minh, những sáng kiến, những phát triển rất vượt bậc và đưa tập đoàn Apple trở thành tập đoàn số 1 về doanh thu trên toàn thế giới. Và những người đổi mới ở trong thế giới của chúng ta cũng vậy. Như là Albert Einstein, ông được xem là thiên tài sáng tạo vĩ đại nhất trong thời đại của chúng ta. Người đã phát minh thuyết tương đối, là một trong hai trụ cột chính của khoa học hiện đại. Nhưng những lập luận của ông trước đó đã bị phản đối rất là nhiều. Thậm chí có 100 nhà khoa học phản đối về thuyết tương đối của ông. Trong đó có hai nhà khoa học đã từng đạt giải Nobel về vật lý. Như vậy chúng ta có thể thấy là những gì mà sáng tạo thì trước đó chúng ta trải qua rất là nhiều những khó khăn và đôi khi những cái mới mà chúng ta sáng tạo lại còn bị phản đối nữa. Nên nếu như bạn đang ở trong hoàn cảnh khó khăn, nếu như những điều gì mà bạn làm bị người khác phản đối thì đừng lo lắng. Và chúng ta hãy quay trở lại ở phần ban đầu, Phương Anh đã nói rằng tất cả mọi thứ đều là tính không. Và nếu như bạn mong muốn có được những sáng tạo trong công việc của mình, có những sự sáng tạo trong cuộc sống và có những sáng tạo giúp cho bạn có một cuộc đời tuyệt vời hơn, thì chúng ta chỉ cần gieo trồng những hạt giống. Vậy đến lúc này thì bạn sẽ hỏi rằng hạt giống để chúng ta có thể gieo trồng cho sự sáng tạo là gì? Một hạt giống mà Phương Anh muốn chia sẻ với mọi người trong video hôm nay, Phương Anh muốn tặng bạn hạt giống này để bạn có được sự sáng tạo hơn trong cuộc sống. Đó chính là chúng ta ghi nhận và ngưỡng mộ sự sáng tạo của những người khác trong cuộc sống của chúng ta. Hãy ghi nhận về những sự sáng tạo ở xung quanh của bạn. Hãy ghi nhận về sự sáng tạo của Steve Jobs. Hãy ghi nhận về sự sáng tạo của Albert Einstein. Hãy ghi nhận sự sáng tạo của người thầy Gysi Michael Roth và những người ở xung quanh chúng ta. Và bạn sẽ gieo trồng được những hạt giống. Để rồi, khi hạt giống này nở ra, thì bạn sẽ có sự sáng tạo trong cuộc sống và trong công việc của bạn. Xin chào và chúc bạn một năm mới 2024 đầy sự sáng tạo. Happy New Year 2024. Hôm nay Uyển sẽ chia sẻ với cả nhà một trong những cái ứng dụng mà thay vì tất toán trong năm 2023, Uyển sẽ đổi mới trong năm 2024. Thì bây giờ Uyển sẽ chia sẻ với cả nhà một trong những bí kíp mà Uyển ứng dụng, đó là dựa theo một con rắn. Tại sao Uyển lại ứng dụng theo một con rắn? Bởi vì theo quy luật tự nhiên, một con rắn nó sẽ được lột xác để trở thành một con rắn hoàn toàn mới mẻ và tốt đẹp hơn. Như vậy thì
đối với con người có ứng dụng được cái quy luật tự nhiên đó hay không? Theo cả nhà nghĩ thử xem, được không ạ? À? Câu trả lời có thể là không, cũng có thể là được, đúng không ạ? À? Và bây giờ Uyển sẽ chia sẻ một trong những cái mà Uyển ứng dụng được. Đó là với sự nỗ lực của bản thân mình, một con rắn khi lột bỏ lớp da cũ, nó hoàn toàn thay đổi một lớp da mới. Vậy thì một con người thì sao? Con người có thể thay đổi cái lớp da cũ của mình để đổi thành một cái cơ thể mới không? Uyển xin các bạn nhớ rằng chắc chắn là được, và được 100%. Bởi vì bản thân Uyển đã từng như vậy rồi. Chỉ cần chúng ta nỗ lực hết sức để thay đổi bản thân mình thì tất cả thân tâm của chúng ta cũng sẽ thay đổi. Và từ đó cuộc đời của chúng ta sẽ đổi mới hoàn toàn. Nó có thể đem lại cho chúng ta một cuộc đời tốt đẹp và thành công hơn nữa. Vậy thì đổi mới nó bằng cách nào? Rất là đơn giản thôi. Theo như một câu nói mà chúng ta thường gặp, kẻ thù lớn nhất của con người là chính mình. Nếu mình không thắng nổi chính mình thì mình còn có thể thắng được ai nhỉ? Không thể nào, đúng không ạ? Vậy thì để thắng được chính mình, chúng ta phải nhớ nè, tất cả những gì chúng ta nghĩ nó sẽ dẫn dắt đến việc chúng ta nói và hành động ra sao. Vậy thì nếu như các bạn nỗ lực để các bạn có được những suy nghĩ đúng đắn thì chắc chắn rằng các bạn sẽ có những hành vi thực sự đúng đắn. Nói một cách khác, ở đây từ ẩn dụ của hai từ đúng đắn là Uyển muốn nhấn mạnh với cả nhà rằng nếu như tất cả những gì chúng ta đang nghĩ là những điều tốt thì tất cả những gì các bạn làm và các bạn nói sẽ thực sự tử tế. Ngược lại thì sao? Nếu như các bạn có những suy nghĩ không tốt thì tất cả những gì các bạn nói, các bạn làm hoàn toàn không được tử tế. Điều gì sẽ xảy ra nếu như các bạn chọn lựa mình là con người tử tế hay là mình như một con rắn tối ngày chỉ quẩn đi quanh lại kiếm ăn, ngủ và rồi cứ như thế mà tiếp diễn. Còn đối với con người, nó khác xa và nó hơn con rắn ở điểm nào? Đó là nó còn có trí tuệ, nó biết điều gì nên làm và điều gì không nên làm. Vậy các bạn muốn có cuộc sống bị lạc lối hay là có cuộc sống hạnh phúc như thiên đường? Ai sẽ là người lựa chọn? Các bạn muốn chiến thắng mình hay để người khác chiến thắng mình? Ở đây Uyển chỉ chia sẻ những gì mà Uyển nghĩ, Uyển chỉ nói ra chúng ta nên chọn con rắn hay con người. Và đối với lại tất cả các bạn cũng vậy, trong cuộc sống của các bạn có rất là nhiều hệ thống cuộc sống khác nhau. Và ở đây một lần nữa Uyển chỉ muốn đưa cho các bạn một hình ảnh. Trong cuộc sống của chúng ta có rất nhiều sự lựa chọn, nhưng chọn lựa cuộc sống nào mà mình muốn thì đó là mình tự quyết định. Không ai có thể quyết định được cho mình, chỉ có mình mà thôi. Như vậy thì để đạt được điều này, các bạn phải có cho mình ít nhất hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, bạn là ai? Câu hỏi thứ hai, lý do mà bạn đến với cuộc sống này là gì? Chọn lạc lối hay là hạnh phúc là tự bạn quyết định. Vậy nhé.